Kính thưa quý ban giám khảo, thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, tên em là Phạm Ngọc Hương, đến từ lớp 76 trường Trung học cơ sở Tam Phước. Năm 2021 là một năm rất khó quên đối với nhiều người. Những mất mát mà Covid-19 gây ra là không thể nào tính toán, đo đếm được. Chúng em đã phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Nhưng thật may mắn và tự hào khi em được học ở một ngôi trường có bề dày về truyền thống dạy và học, đó là trường Trung học cơ sở Tam Phước. Ở trường có rất nhiều hoạt động bổ ích để chúng em vừa học tập vừa vui chơi nên đã quên bớt những căng thẳng sau giờ học. Lúc này đây, khi mà năm học 2021-2022 đầy biến động đã kết thúc, cũng là thời điểm vào hè, nhà trường đã phát động nhiều cuộc thi tươi vui và bổ ích để học sinh có thể tham gia. Trong đó, cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến đã để lại trong em nhiều cảm hứng và ấn tượng. Với em, mỗi cuốn sách là một người bạn tâm tình, đông đầy yêu thương. Nhưng có lẽ cuốn sách khiến em vô cùng ấn tượng mà em đem đến cuộc thi hôm nay đó là cuốn sách Kim Đồng của tác giả Tô Hoài. Cuốn sách dành cho thiếu nhi với kích thước 13x19cm, gồm 128 trang do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Nhà Kim Đồng nghèo, mới 10 tuổi đã phải làm mọi công việc như người lớn. Anh là một thiếu niên luôn luôn tươi vui, hồn nhiên, tinh thần yêu nước sâu sắc. Chăm làm việc nhà như lúc nào cũng gắn với công tác, là công tác lên trên hết. Anh có óc sáng kiến và trí ham học tuyệt vời. Tuy bé người nhưng trong công tác, Kim Đồng luôn nghĩ ra những cách khôn khéo để che mắt bọn thực dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh còn chịu khó dạy chữ cho những người khác không biết. Qua câu chuyện Kim Đồng, tác giả Tô Hoài đã cho bạn đọc cơ hội để hiểu rõ hơn về cuộc đời cách mạng của anh. Đồng thời với những tư liệu, chứng cứ mà tác giả thu thập được cũng cho bạn đọc thấy rõ được bước tiến của phong trào cách mạng trên vùng quê Cao Bằng. Nơi sinh ra người con ưu tú tên là Nông Văn Dền mà thiếu niên chúng ta vẫn thường gọi là anh Kim Đồng. Ở Kim Đồng em thấy được sự thông minh, nhanh nhẹn, lòng dũng cảm và lòng yêu nước sâu sắc. Từ tấm gương anh hùng Kim Đồng, chúng em được truyền thêm nguồn cảm hứng về lòng yêu nước và sự quyết tâm thực hiện được ước mơ của mình, góp phần giữ gìn đất nước như anh đã từng làm. Để thực hiện được điều đó, mỗi người thiếu niên chúng ta cần phải rèn luyện đạo đức, tác phong của mình, học tập thật chăm chỉ, tham gia các lớp ngoại khóa về chủ quyền dân tộc, cũng như tuyên truyền để bảo vệ đất nước. Chắc hẳn, không chỉ em mà toàn bộ người dân Việt Nam đều khâm phục lòng yêu nước sâu sắc của anh Kim Đồng. Anh sẽ mãi mãi là tượng đài bất tử của thiếu niên chúng ta về lòng yêu nước và lòng dũng cảm của mình. Theo hồi ức của một số cựu cán bộ đội như bác Ngư, Lý Thị Nì, thì nhiệm vụ của Kim Đồng bấy giờ là làm giao thông liên lạc cho cách mạng từ Đào Ngạn đến Bắc Bó, nơi Bác Hồ ở và hoạt động. Đồng thời cùng với 4 đội viên khác, Kim Đồng được học chữ, học văn hóa, lịch sử, được cách mạng rèn luyện, giáo dục. Kim Đồng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao liên. Có nhà thơ đã từng viết: anh Kim Đồng làm liên lạc, mang thư mật, rất tài tình, đi một mình, trong rừng núi, khi lội suối, lúc trèo đèo, khó bao nhiêu cũng làm nổi. Đặc biệt, Kim Đồng từng vinh dự được gặp ông già Ké, tức Bác Hồ kính yêu, ngay tại Nà Mạ. Đó là vào một buổi chiều xuân tháng 8, khi Kim Đồng làm nhiệm vụ đưa thư liên lạc sang bên Bài Cốc về. Kim Đồng được anh ngưng mạng thông báo và đưa đến hang Lục Án. Tại đây, ông Ké đã ân cần dặn dò Kim Đồng phải chăm học, biết đọc chữ nhưng cũng phải biết làm toán và nhất là phải biết giữ bí mật. Bao ven giao thông trong rừng, sáng lao quay đêm muôn trùng, xung phong theo gương anh hùng, đùng 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 đoàn 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 anh vẫn đi. Sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi của chiến khu cách mạng, từ khi còn bé, Kim Đồng đã sớm được các cán bộ Việt Minh giáo dục, giác ngộ. Anh đã vận động các bạn cùng lứa tuổi trong bản đi làm nhiệm vụ liên lạc, chuyển công văn, tài liệu, đưa đón cán bộ, trinh sát, nắm tình hình địch để cung cấp cho cán bộ. Trong một lần đi liên lạc về, Kim Đồng phát hiện bọn địch đang phục kích ngay cạnh nơi họp của mặt trận Việt Minh. Ngay lập tức, Kim Đồng nhanh trí nghĩ cách đánh lừa để địch nổ súng về phía mình. Chính nhờ tiếng súng báo động ấy, các cán bộ của mặt trận Việt Minh đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây nguy hiểm của địch. Riêng Kim Đồng, khi bị trúng đạn của địch, anh chạy đến khu vực gần bờ suối Lenin thì anh dũng hy sinh. Đó là ngày 15 tháng 2 năm 1943. Năm ấy, Kim Đồng vừa tròn 14 tuổi.
Tiếp bước con đường các anh đi, thế hệ trẻ Việt Nam càng ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu để xây dựng đất nước. Ghi công ơn Kim Đồng, Đảng và Nhà nước ta đã phong tặng anh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tên Kim Đồng được đặt cho các trường học và nhà xuất bản của tuổi thơ. Đặc biệt, hình ảnh Kim Đồng đã được chọn và thể hiện thành những tượng đài và tên bưu chính. Riêng công tên Kim Đồng được ngành bưu điện Việt Nam phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 1980. Con tên Kim Đồng đi liên lạc có mã số 1182 do họa sĩ Nguyễn Nghiệp thiết kế. Đây là một mẫu tem đẹp và quý hiếm. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác những tác phẩm ca ngợi tinh thần hy sinh dũng cảm của anh. Tiêu biểu trong số này chính là bài hát Kim Đồng của nhạc sĩ Phong Nhã. Anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng ơi, khi anh xa rồi, khi anh xa rồi, thương anh sang đời, thương anh sang đời, đời ta khổ nỗi. Gần 80 năm đã trôi qua kể từ ngày Kim Đồng hy sinh. Song tinh thần hy sinh và tấm gương ngời sáng của anh vẫn luôn là bài học đối với các thế hệ nhi đồng Việt Nam. Và mỗi khi nhớ đến anh, những thế hệ đội viên chúng ta lại cùng nhau hát vang điệp khúc Kim Đồng, tên anh muốn có không mơ. Kim Đồng, tên anh đừng lấy chi phố. Để hiểu thêm về cuộc đời của Kim Đồng, đội trưởng đội nhi đồng cứu quốc, một người anh hùng nhỏ tuổi, quý thầy cô và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Kim Đồng của tác giả Tô Hoài để từ đó tôn trọng lịch sử hào hùng của dân tộc và thêm yêu quê hương đất nước của mình. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý ban giám khảo và các bạn đã chú ý lắng nghe.